Chào mọi người và lại chào mọi người một ngày mới. Hôm qua thì mình có đi Hội An nhưng mà hôm nay thì mình lại về Đà Nẵng rồi. Và hiện tại thì mình đang ở một cái khách sạn cực kỳ đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Nếu như các bạn không biết thì mình ở khách sạn Golden Bay, Đà Nẵng Golden Bay Hotel, đúng không nhỉ? Ở đây đúng rồi, nó ghi là Đà Nẵng Golden Bay. Đó, các bạn có thể thấy. Thì đây là một cái khách sạn, phải nói là nó là một cái khách sạn 5 sao. Và các bạn có thể nghe tên Golden là nó biết là bằng vàng rồi đúng không? Và đúng như vậy. Khách sạn này nó có một cái là bể bơi thắt vàng. Và những cái khu vệ sinh ấy thì họ đều thắt vàng luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn tham quan qua một lượt xem là cái nhà này, cái phòng mà mình ở này sẽ như nào. Bây giờ mình sẽ bước vào phòng vệ sinh trước. Thì các bạn có thể thấy là mình đang bước ở trong phòng vệ sinh của Golden Bay. Thì phải nói là nó rất là đẹp. Thì ở đây sẽ là có một bồn tắm đứng thì các bạn có thể đứng được. Ở bên trong này thì sẽ có một cái chỗ. Chỗ này là một cái vòi hoa sen dát vàng 24K. Ở bên trên này vòi hoa sen cũng dát vàng luôn. Cái phần để xà phòng này cũng dát vàng. Cái điều mà nổi bật nhất ở trong này phải nói đến đó chính là cái bồn rửa tay. Bồn rửa tay hát dát vàng hoàn toàn, nhìn rất là đẹp. Thực sự nhìn cực kỳ nổi bật. Và đây, tất cả nó chỉ có như này. Và một cái để khăn tắm cũng bằng vàng luôn. Cái này thì chắc các bạn cũng có thể biết được, đó là cái để giấy vệ sinh. Nó cũng dát bằng vàng luôn. Những cái điều mà, những cái điểm nổi bật nó khá là hẳn nổi. Ở bên phải này thì mình để những cái đôi giày ở đây rồi. Ở đây thì mình có một đôi Louboutin, đôi Converse CDG, đôi Venvo, đôi GG 350, đôi Givenchy và đôi Van Authentic. Và bên này thì có một chiếc gương. Đấy. Chiếc gương để có thể check lại cái outfit của các bạn khi mà các bạn đi ra bên ngoài. Này, phòng này mình thuê là nó dành cho 4 người ở. Và nó kiểu như là phòng gia đình ạ, cho nên là chúng ta sẽ có thêm một cái khu bếp. Ở đây thì sẽ là một cái khu bếp để chúng ta có thể nấu ăn, một cái hai cái bếp. Một cái bếp và có chứa được hai cái nồi. Ở đây thì là cái khay này là để hút bụi. Kéo lên để nó sẽ hút bụi. Và đây sẽ là khu bếp của nó. Thì cái này sẽ là cái bồn rửa tay. Để xem nào. Đây sẽ là những cái rất là bình thường thôi, rất là cơ bản. Trên này thì hơi đặc thêm một chút là nó không. Mình thấy ở đây là nó chỉ khu bếp này chỉ tự trưng thôi chứ nó không hề có bát đĩa gì cả. Nó không phải là một cái homestay, nó chỉ là một cái phòng để các bạn có thể đem đồ đến và sử dụng. Nó không có ấy. Ở đây thì nó sẽ có những cái quầy này, đây sẽ có một cái bàn ăn. Bàn ăn dành cho 4 người, vì phòng này là 4 người ở mà. Đây là cái khu vực đồ của họ. Và một cái điều đặc biệt đó chính là một cái ghế sofa. Cái ghế sofa này nó khá là đẹp. Cái phòng này thiết kế cũng khá là, nhìn trông rất là Tây. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ghế sofa và một cái bàn để có thể ngồi và xem tivi ở đây. Và một cái ghế này để chúng ta có thể ngồi bình thường thôi. Một cái đèn rất là bình thường. Cái view này mình là ở tầng là tầng 14. Cho nên là mình ở tầng 14 cho nên nó cũng hơi cao cao một chút. Nếu như mình không nhầm thì tòa nhà này nó có phải khoảng 30 tầng. Cho nên là tầng 4 này thì cũng chưa là gì. Một cái view mà khá là đẹp. Các bạn có thể thấy là mình đang ở bên ngoài. Hiện tại thì cái máy điều hòa này nó hơi ồn một chút, không biết là các bạn có thể nghe được mình nói không. Và đây các bạn có thể thấy view đây. Thực sự chúng ta có thể nhìn toàn được toàn cảnh được cái thành phố Đà Nẵng. Rất là rộng và thực sự rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ có một cái bàn. Một cái bàn và một cái ghế. Để bây giờ mình sẽ đi vào trong bởi vì thực sự nó cũng hơi nắng một chút. Vì mình vừa ở chỗ Ngũ Hành Sơn về. Ok. Trên này nó sẽ có một cái cột trần. Thì phòng này của mình là bao gồm là hai phòng ngủ. Phòng này là của anh chị mình đang ngủ. Và sẽ có một cái tủ lạnh ở đây. Phòng này thì có bia, nước, ngọt, các thứ. Bây giờ thì mình sẽ moving on đến cái phòng của mình. Mình sẽ đóng cửa vào. Bây giờ đợi mình một chút để mình sẽ tắt cái TV đi để có thể vlog cho các bạn được dễ hơn. Và chào mừng các bạn đã đến với phòng của mình. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái phòng có một cái phòng tắm và một cái giường ngủ dành cho hai người. Nhưng mà tuy nhiên là mình ở một mình trong phòng này thôi. Và đây thì nó sẽ có một cái phòng ngủ. Ở bên trong này thì nó sẽ có một cái bồn tắm để nằm.
và vẫn có giấy vệ sinh, vẫn có cái để giấy vệ sinh dắp vàng. Cái điều đầu tiên chúng ta sẽ có vào đó chính là một cái phòng vệ sinh. Ở đây chúng ta sẽ có cái bồn tắm với cái thiết kế nó nhìn được ra cửa sổ và nhìn ra cái cầu. Nếu như mình không biết cầu này là cầu gì đấy, nhưng mà một số bạn nào ở Đà Nẵng ấy biết cầu này là cầu gì thì có thể comment cho mình biết. Và có xe ở đây. Ở đây thì vẫn sẽ có vòi hoa sen dắp vàng đó, và cái để khăn cũng dắp vàng luôn, và vẫn có đúng là một cái phòng à, một cái bồn rửa mặt dắp vàng luôn. Và đây sẽ là một cái hộp để có thể để những cái đồ trang bị cần thiết với một cái bồn rửa mặt như là bàn chải đánh răng, chụp tóc, kem tắm các kiểu, khá là đơn giản. Ở trong tủ này thì cũng không có gì cả. Và đây là một cái gương để có thể soi lại. Ba băm. Ok, và chúng ta cùng đi đến ra bên ngoài. Thì mình vừa mới chuyển vào đây cho nên là mình vẫn để vali ở dưới này. Và chúng ta sẽ có một cái phòng giường ngủ để dành cho hai người. Ở đây thì sẽ có một cái tủ quần áo để có thể đựng quần áo vào được, để mình sẽ đứng bên này để cho các bạn xem rõ hơn một cái tủ quần áo này. Đó, đây sẽ là cái tủ quần áo. Thì bên trong này cũng lắp được mắt đèn rất đẹp. Ở đây thì có đầy đủ những cái dụng cụ cần thiết như là bàn là cái gọi là một cái bàn để chúng ta là quần áo dễ dàng hơn. Đôi dép đi trong phòng, túi giặt là. Đây là mình sẽ mở ra bên này xem nào. Wow. Ở đây thì sẽ có một cái đèn pin để phòng khi khẩn cấp. Bao gồm sạc luôn, đây sẽ là máy sấy, két sắt, tủ để đồ. Đây sẽ là một cái giá để bình thường thôi. Đó. Đây là đồ uống ở đây. Đây cái bảng thống kê đồ uống ở đây của họ. Và một cái tivi, một cái góc để các bạn có thể làm việc. Như vậy là mình cũng đã quay cho các bạn qua xong hết về phòng mới này của mình. Và đây sẽ là một cái view, vẫn là view nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà view này không phải là view nhìn ra cầu mà nhìn ra một cái tòa này. Các bạn có thể thấy là một cái liên tưởng gì đó. Cái khu này mình ở ấy, nó khá là giống với cái khu Tham City ở trên Hà Nội không? Cái khu Tham City ở đoạn Minh Khai ấy, nó khá là giống với cái khu đấy. Cũng có những cái tòa nhà cao tầng, cũng là trong một cái quần thể, một cái tòa nhà như này. Và bên dưới đây thì có những cái dịch vụ. Trên này thì có bể bơi. Mình cũng vừa đi về nên là nó hơi mệt một chút. Bây giờ thì mình sẽ thay quần áo để có thể đưa các bạn lên xem bể bơi trên tầng. Mình thấy quảng cáo là cái bể bơi này được dắp vàng 24k toàn bộ. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn lên trên đấy xem là cái bể bơi ở trên đấy nó sẽ như thế nào. Let's go. Thực sự là đây là một cái bể bơi dắp vàng hoàn toàn. Mình thì cũng vừa mới bơi xong. Khá là đẹp, rộng, các bạn thể thấy là đây có thể nói là một cái khách sạn lớn nhất ở Đà Nẵng mà có một cái bể bơi đẹp như này. Ở đằng kia là một cái tòa nhà bên cạnh là Novotel. Đây là cầu gì đấy mình không biết tên, nhưng mà các bạn có thể thấy ở xa xa kia ấy, nó chính là cầu Rồng và cầu Hàn, cầu sông Hàn. Mình vừa mới bơi đây xong thì bể bơi đây khá là thích. Bơi đây thì nó sâu khoảng 1m6 thôi. Nó cũng cái độ sâu nó khá là vừa phải. Sự thì cái view nó phải gọi là view tiền tỷ mất. Nhìn ra khắp Đà Nẵng luôn. Có thấy là giáp vàng hoàn toàn, cả đáy của bể bơi cũng giáp vàng luôn. Mọi người, mình thì cũng vừa mới đi bơi và bây giờ thì tắm rửa xong. Thì bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái toner của Paula Choi này để có thể sử dụng qua một lớp để có thể làm cho mặt mình nó cân bằng lại cái được cái độ pH ấy. Nó đỡ bị khô hơn, mình thì sẽ lấy ra khoảng 1ml chẳng hạn. Đó thì mình bởi vì là da mình nó là da dầu, nhưng mà da dầu cái kiểu xong thì nó da dầu xong rồi nó bị da mình nó là da khô. Nhưng mà nó bị dầu cái phần chữ T này. Đó, trên đây là lúc thì nó da rất là khô, lúc thì da rất là ẩm, không hiểu kiểu gì. Bây giờ thì mình sẽ sấy tóc. Mình sẽ đi làm ẩm lại cái tóc này. Bởi vì là lúc cái tóc mình lau hơi khô nên là tóc nó cũng khô rồi. Bên mình sẽ đi ẩm lại cái tóc này.
Chị thể cũng rửa tay luôn cho nó khỏi ấy của cái toner này. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng thêm cái chai Healing Oil này mà mình đã review rồi. Mà nếu như các bạn nào chưa xem ấy thì có thể bấm vào phần chữ Y ở bên trái bên phải gì đó để có thể xem lại mình review cái Healing Oil này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng nó để cho nó tóc nó bớt khô sơ hơn. Bởi vì là các bạn lưu ý là khi mà các bạn đi biển ấy, hay là các bạn đi bơi, bởi vì tóc bạn ngấm clo, một là các bạn phải đội mũ biển ấy. Mình thì mình mang cái mũ đi bơi, mũ đi biển rồi, nhưng mà mình không đội nó bởi vì là nó khá là chật, nó khá là biểu bị mút vào đầu ấy, nên là mình không đội nó. Và nếu như các bạn nào không đội thì nên sử dụng dưỡng và sử dụng dầu xả để có thể sử dụng nó khi mà đi bơi xong, khi mà tắm xong, bởi vì là tóc sẽ rất là khô, sẽ gãy rụng tóc rất là nhiều, thậm chí là có thể là gây ra cái hiện tượng gọi là tóc của các bạn nếu đổi màu đấy, nhưng mà các bạn nhuộm tóc mà ấy luôn. Vậy thì mình sẽ lấy cái máy sấy ra để mình sử dụng cái máy sấy này. Mình thì các bạn biết rồi, mình thì mình hay để kiểu tóc soft quýt, cho nên là ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ sấy cái kiểu tóc soft quýt đấy thôi. Sau khi mà mình đã sấy tóc xong ấy thì mình sử dụng thêm một cái lọ Volcanic Clay. Mỗi khi là ở nhà mình ấy thì mình hay sử dụng Myelin, nhưng mà tuy nhiên là mình đi du lịch cái lọ Myelin bằng thủy tinh ấy là mình không nên mang đi, bởi vì là mình sợ vỡ. Mình sẽ sử dụng thêm một lượng vừa đủ thôi. Nếu như một số bạn mà cũng đã xem cái vlog trước của mình ngày đi Đà Nẵng ngày 1, ngày 2 á, thì các bạn chắc cũng phải đặt câu hỏi là tại sao quay video cứ ngắt quãng vậy. Bởi vì là nếu như các bạn không biết thì mình mỗi khi mà mình cầm máy quay để quay cho các bạn á, là mình sẽ phải cảm giác như là tất cả mọi người khách ở Việt Nam, tất cả mọi người ở Việt Nam, con người Việt Nam á, thì họ đều như là mình. Còn những người du lịch thì họ cảm thấy rất là bình thường, nên là mình cũng hơi ngại một chút. Nhưng mà không sao, đến từ bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn đầy đủ hơn và chi tiết hơn về cái vlog mà mình đi Đà Nẵng này. Nếu như cái chuyến Đà Nẵng này đi của mình là bao gồm là 7 ngày và 6 đêm thì mình thì cũng mới đi được mấy chỗ thôi. Và ngày hôm qua thì mình vừa mới ở Hội An. Ở Hội An thì mình cũng định quay cho mọi người, nhưng mà tuy nhiên là trời nó nóng quá, mình thì lại lúc đấy thì mình đã lại rất là mệt, cho nên là mình không đi đâu nhiều, mình chỉ quay cho các bạn về cái khách sạn La Seta mà mình ở tại Hội An thôi. Và đến ngày hôm nay thì mình lại quay trở về Đà Nẵng để có thể chơi nốt một vài ngày nữa rồi trở về với Hà Nội thân yêu. Cho nên là mọi người đến đây cũng rất là nhiều, nhiều nhất là những người như là người Hàn Quốc và người Trung Quốc. Ngoài ra thì một lát nữa thì chắc đi ăn xong rồi mình có thể sẽ đi đâu đó để uống nước. Và một lát nữa thì mình sẽ gọi Phúc Long về nhà để có thể uống. Bật mình cho mọi người một điều là từ hôm mà mình đi đến Đà Nẵng ấy, là bây giờ là khoảng tầm 5 ngày, 6 ngày rồi. Mình cũng không... Mình cũng chưa ra biển Đà Nẵng bao giờ. Ở Đà Nẵng thì mình thấy là có biển Mỹ Khê này, một số cái biển khác, nhưng mà mình thì mình chưa lên đó giờ. Chắc là khoảng ngày mai, sáng mai hoặc là chiều ngày mai mình sẽ đi. Mình sẽ ở đây khoảng 2 ngày nữa. Ngày hôm nay đã là khoảng ngày thứ 5 mà mình ở đây rồi. Và các bạn hãy, nếu như các bạn thấy vlog này của mình hay thì nhớ là đừng quên like, share và subscribe cho mình.